Chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay một cái lô rẫy là diện tích là 8 sao nhé. 8 sao. Ở đây giờ chủ nhà đang chuẩn bị trồng tiêu, trồng hồ tiêu nữa chứ mới chở trụ tiêu về đây này. Cái cây trồng ở trên đất thì giờ cũng có cà. Cái cà nhóm cà này thì cũng không được đẹp lắm. Cà này thì năm nay phục hồi thì đừng được được mấy tạ cà thôi. Còn tiêu, hồ tiêu thì ở dưới này được còn đâu một trăm mấy, có đâu một trăm mấy bụi á, chắc được cỡ 3 tạ tiêu thôi. Đất thì bằng cực kỳ luôn, không có sỏi đá này, không có sỏi đá, và có đâu cả 100 cây sầu riêng á, 100 cây sầu riêng như vậy. Đây tiêu đây này, tiêu thì trái cũng nhiều nhé, được đâu hơn 100 cây tiêu như thế này, và sầu riêng này, sầu riêng như thế này. Đường ống thì đầy đủ đấy nhé, máy móc đầy đủ luôn. Đấy, đây là những cái bụi tiêu rải thì cực kỳ là bằng luôn, không có dốc. Giá chủ nhà đang đưa ra cái lô rẻ hơn 8 sao này á là 650 triệu nhé, còn bớt lộc lá. Đất thì cực kỳ bằng. Bây giờ chủ đất thì đang còn chở thêm trụ tiêu để về trồng thêm tiêu vào đây này. Vừa rồi có trồng kín lại cà nhé, trồng lại kín lại cà con này này. Rải mình vuông viên. Vuông viên từ trên xuống, đất thì chưa sổ đâu. Chưa sổ. Đất thì không có đá nhé. Không có sỏi đá gì đấy này, đất đỏ ba gian. Cái vị trí đất á, thì nó thuộc ở đây nó thuộc thôn 5 Trường Xuân, cuối thôn 5 Trường Xuân rồi. Nó đi về xã Nâm Nà Giang thì khoảng tầm 4 km. 4 km. Đi về nhà máy mì á thì khoảng tầm 10 km đường cũng dễ đi. Ra quốc lộ 14A đó. Đất rất là bằng luôn. Anh chị nào quan tâm về rẫy thì liên hệ với em nhé, 0986053153. Sáu trăm năm mươi triệu trên lô rẫy là hơn 8 sao. Anh chị quan tâm thì quan tâm thêm rẫy, mua rẫy ở đất nông thì liên hệ với em nhé.